Candace Cain đã góp phần bình thường hóa các nhân vật chuyển giới trên truyền hình Hoa Kỳ thông qua vai diễn của cô trong bộ phim truyền hình chiếu vào giờ vàng Dirty Sexy Money cách đây hơn 15 năm. Trong cuộc bầu cử này, cô cho biết các quyền của người đồng tính khó khăn mới đạt được sẽ bị đe dọa nếu ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump thắng cử. Chúng ta không thể lùi lại, và Đảng Cộng hòa đang cố đẩy chúng ta trở lại thời điểm mà chỉ một số ít người có quyền. Điều đó thực sự quan trọng và đáng sợ. Hy vọng rằng với tư cách là một quốc gia, chúng ta sẽ làm điều đúng đắn. Arthur Liu ủng hộ Trump về thành tích của ông khi làm Tổng thống. Ông nói rằng Đảng Dân Chủ đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Trên hết, tôi thích những thành quả mà ông ấy đạt được vì nền kinh tế rất tốt, còn về biên giới thì tuy có vấn đề, nhưng không đến nỗi tệ. Một cuộc khảo sát của Pew Research công bố vào tháng 6 cho thấy khoảng một nửa số người ủng hộ Trump được hỏi cho biết việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở Hoa Kỳ là không tốt cho xã hội. David Kean nói Trump không phải là mối đe dọa đối với hôn nhân đồng giới. Quan điểm của ông ấy về hôn nhân đồng tính là chắc chắn rồi, tại sao không? Bởi vì ông ấy hiểu rằng hôn nhân, ngoài vấn đề tôn giáo, liên quan đến giáo hội, là một văn kiện pháp lý tạo ra sự bảo vệ cho một cặp đôi. Vì vậy tôi nghĩ ông ấy không có vấn đề gì với điều đó. Ông ấy là người New York, ông ấy khá phóng khoáng, ông ấy có lẽ là người Cộng hòa cấp tiến nhất mà chúng ta từng có. Nhà khoa học Ariel Johnson lo ngại rằng Trump sẽ đe dọa hôn nhân đồng giới và có thể đe dọa tình trạng nhập cư của chồng bà. Johnson cho biết mối quan tâm lớn nhất của bà về Đảng Cộng Hòa là những hạn chế về quyền sinh sản, bao gồm thụ tinh trong ống nghiệm hay IVF. Tôi bị lạc nội mạc tử cung. Nếu tôi quyết định mang thai, tôi và bạn đời tôi chưa quyết định có sinh con hay không. Nhưng nếu tôi quyết định mang thai, thì có khả năng tôi sẽ cần thụ tinh trong ống nghiệm. Tất nhiên đây hiện là vấn đề gây tranh cãi. Tổ chức lớn nhất của những người LGBTQ+ theo Đảng Cộng Hòa đã tập họp ủng hộ Trump trong tháng này tại các tiểu bang dao động là Michigan, Georgia, Wisconsin, North Carolina, Pennsylvania, Arizona và Nevada. Đối với Harris, Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ trong tháng này đã tài trợ cho chiến dịch truyền thông "Tôi sẽ bỏ phiếu với các quảng cáo trên 16 ấn phẩm LGBTQ+". Cuộc thăm dò do nhóm vận động cho người đồng tính Human Rights Campaign thực hiện vào tháng trước cho thấy hơn 90% cử tri LGBTQ+ đã đăng ký và có ý định đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. Cuộc thăm dò đó cho thấy Harris có khoảng cách gần 67 điểm so với Trump trong khối cử tri LGBTQ+.